Quý vị đang theo dõi bản tin tối trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay trong cuộc bầu cử tổng thống mới của Hàn Quốc. Hiện tại thì các ứng viên tranh cử tổng thống Hàn Quốc đã chia làm hai phe liên quan đến việc liệu có triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD hay không. Kể từ sau khi Mỹ vận chuyển bệ phóng THAAD tới vị trí triển khai tại Hàn Quốc vào hồi cuối tháng 4 2017, người dân Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình phản đối vấn đề này. Và hiện tại, đây cũng đang là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đua tổng thống Hàn Quốc lần này. Các ứng viên tranh cử tổng thống tại Hàn Quốc đã phân chia làm hai luồng, một bên là ủng hộ việc triển khai THAAD, một bên là phản đối việc này. Đặc biệt, các ứng viên thuộc phe bảo thủ rất ủng hộ việc triển khai THAAD. Ứng viên tổng thống dẫn đầu thuộc Đảng Tự do, Moon Jae-in, đại diện cho bên phản đối việc triển khai này, ông đã chỉ trích vấn đề triển khai THAAD. Ứng viên Ah Jung-soo lại phản đối việc ngập ngừng trong vấn đề triển khai THAAD. Ông Ah đã từng có những ý kiến rất mạnh mẽ, quyết liệt về vấn đề an ninh quốc gia và chiếm được số phiếu lớn từ những người thuộc phe bảo thủ. Nhưng ở một phía khác, ứng viên Shim Sang-jung lại đại diện cho luồng chống lại việc triển khai THAAD. Theo các chuyên gia, vì việc triển khai THAAD đang được tiến hành theo kế hoạch, nên việc tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc có định rút ra hay triển khai kế hoạch này đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay trong cuộc tranh cử tổng thống mới này. Điều này sẽ giúp Hàn Quốc quyết định được việc xây dựng một hình ảnh chính trường mới sau vụ bê bối của cựu tổng thống Park Geun-hye. Thưa quý vị, vừa qua thì Nhật Bản đã cho hạ thủy tàu chiến lớn nhất mang tên Izumo từ Yokosuka. Được biết, đây là động thái hỗ trợ bảo vệ cho đội tàu chiến Mỹ. Qua đó, dễ thấy tình trạng căng thẳng đang dâng cao trong khu vực bán đảo Triều Tiên. Tàu chiến Izumo vừa qua đã nhận lệnh xuất phát từ Yokosuka với sứ vụ hỗ trợ và bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carvinson. Động thái này cho thấy diễn biến tại bán đảo Triều Tiên đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhằm thể hiện khối đoàn kết với Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã hạ lệnh bảo vệ tàu chiến Mỹ đối với đội tàu sân bay Nhật. Nhóm tàu chiến USS Carvinson được cho là đang ở trong vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, thừa nhận những dấu hiệu tập trận của Bắc Hàn và rất có thể xảy ra vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 6. Tàu chiến Izumo với chiều dài 249m có kích thước tương tự như dàn tàu chiến trong Thế chiến thứ 2 và có khả năng chứa đến 9 chiếc trực thăng. Mới đây thì một vụ nổ lớn đã xảy ra tại quận tài chính của Toronto ở Canada. Các cơ quan chức năng Canada đã lên tiếng nghi ngờ nguyên nhân chính ở đây đó là do trục trặc ở một trạm biến thế. Một vụ nổ đã bất ngờ xảy ra và làm náo loạn cả quận tài chính của Toronto, Canada. Khói đen bốc ra kính trời, các cảnh sát đã kịp thời di tản người dân và đóng cửa khu vực kinh doanh trong vùng. Cơ quan cứu hỏa Toronto cho biết vụ nổ này có thể do một trạm biến thế gây ra. Khói đen bao trùm mịt mù góc đường King and Bay, ngay trong trung tâm tài chính của thành phố. Các cảnh sát Toronto cho biết không có trường hợp thương vong nào xảy ra và xe chữa cháy đã thi hành nhiệm vụ rất kịp thời. Người dân khu vực này một phen hoảng hốt vì vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều. Thưa quý vị, vào ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, đông đảo người dân đã tập trung tại quảng trường Foley trước tòa thị chính thành phố New York của Mỹ để lên tiếng đòi lại quyền lợi và sự quan tâm từ chính phủ cho dân nhập cư cũng như là giới lao động. Giới lao động nhập cư và các đồng minh của họ, các tổ chức lao động và ngay cả công dân Mỹ đều đồng lòng đứng lên giơ cao các biểu ngữ slogan để phản đối chính sách nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ nguyện vọng được hưởng một chế độ lao động tốt hơn. Nhóm biểu tình đã hô to khẩu hiệu phản đối bằng cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha: công nhân đồng lòng là bất diệt. Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, là một trong những người đi đầu trong các buổi meeting với tên gọi lần lượt là Đứng lên New York, quyền nhập cư và quyền công nhân. Ông cũng đã dắt đám đông trong các cuộc biểu tình phong trào đòi quyền lợi này. Theo ông, 100 ngày đầu tiên nắm giữ chức tổng thống, ông Donald Trump thực sự không thể thay đổi linh hồn của nước Mỹ và những giá trị sẵn có, cũng như các mối lo toan của Mỹ chẳng hề thay đổi. Cũng theo ông Blasio, New York hiện đang ghi nhận mức đăng ký nhập cư cao nhất trong thế kỷ vừa qua và tỷ lệ thất nghiệp đạt ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 thập kỷ. Tính đến thời điểm hiện tại, ông cho rằng dân nhập cư đã góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng thành phố New York. Ông và chính quyền New York cũng đang dốc sức hỗ trợ người dân lấy lại sự công bằng và giải quyết những trường hợp bị trục xuất theo cách nhân văn nhất. Tôi là một giáo viên tiếng Anh cơ bản và học sinh của tôi đều thuộc diện nhập cư và tôi cảm thấy khá sợ hãi với những điều đang xảy đến cho bọn trẻ lúc này. Thực ra trong số các học sinh của tôi có hai bạn đã được mẹ đưa trở về Mexico, mặc dù chúng được sinh ra ở Mỹ. Chúng là công dân Mỹ, tuy vậy mẹ của chúng vẫn chưa được chính phủ Mỹ công nhận việc thường trú là họ rất lo lắng nếu chẳng may họ bị trục xuất thì bọn trẻ sẽ như thế nào. Được biết thì New York là thành phố duy nhất chứng kiến tình trạng phân biệt đối xử dữ dội kể từ sau sự kiện biểu tình vào ngày 1 tháng 5 2006 để chống lại luật nhập cư hiện hành. Quốc tế lao động giờ đây đã trở thành ngày quan trọng đối với dân nhập cư ở Mỹ, là dịp để họ cùng hợp sức và đấu tranh cho quyền lợi cũng như cuộc sống của họ. Được hình thành vào những năm cuối của thập niên 80, khu phố Nhiêu Tâm Nghĩa Thục thuộc quận 5 được xem là nơi cung cấp vàng bạc đá quý lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tuy nhiên thì do đặc thù là bán sỉ nên khu phố này vẫn còn xa lạ với đại đa số người dân.
mặc dù nằm ngay giữa Sài Gòn, nhằm phục dựng cũng như bảo tồn và gìn giữ một làng nghề kim hoàn truyền thống của Sài Gòn Chợ Lớn xưa. Mới đây thì Ủy ban Nhân dân quận 5 đã có chủ trương xây dựng khu phố này trở thành một khu phố chuyên doanh hiện đại, có chất lượng, văn minh và an toàn để thu hút du khách không chỉ là ở trong nước mà cả du khách quốc tế. Đến vùng đất này lập nghiệp từ năm 1968, tính ra công ty vàng bạc đá quý Kim Hảo của ông Phạm Văn Tám đã có lịch sử ngót nghét nửa thế kỷ. Theo lời kể của ông Tám, từ những năm cuối của thập niên 80, khi nhà nước có chủ trương đổi mới kinh tế, nhiều thợ bạc tại khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn cũ bắt đầu tụ tập quanh chợ Hòa Bình để xin mở tiệm vàng, gia công nữ trang, mua bán dụng cụ thợ bạc. Rồi ăn nên làm ra, người này rủ rê người kia, dần hình thành cả khu phố vàng bạc sầm uất trên hai tuyến đường Như Tâm, Nghĩa Thục, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, khu vực này đã có khoảng 55 doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng bạc liên tiếp nhau. Trong đó, ngoài số ít dân kỳ cựu như ông Tám, đa phần còn lại cũng đã có 15 đến 20 năm tuổi đời hoạt động. Người này làm ăn được, người kia làm ăn được, rủ nhau đến bây giờ rất là đông, nó thành một cái khu rất là sầm uất. Và bán hàng ví dụ cụ thợ bạc thì những cái hàng thông thường trong nước, và bán những hàng cao cấp của nước ngoài, đại diện của Mỹ, của Đức, của Ý, của Thụy Sĩ. Đấy. Thì đó là những cái dụng cụ để chế tác về nữ trang, rồi những cái khuôn mẫu, những cái máy móc tiên tiến, như hồi đó là cái cân bình thường, giờ cân điện tử, bây giờ là hồi đó thử cái máy nước, bây giờ là thử cái máy quang phổ, là chuẩn mực hơn. Thì ở khu vực này nó hình thành như vậy, nó đi dần cho đến nay là nó rất là sầm uất, rồi phục vụ được cái nhu cầu trao đổi mua bán nữ trang cũng như đá trang sức cho cả khu vực là cũng như toàn quốc. Cũng theo lời của ông Tám, khu vực này là một trong những đầu mối cung cấp vàng bạc sỉ lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nhiều tiểu thương kinh doanh vàng bạc tại chợ Bến Thành, An Đông đều đến đây lấy hàng rồi về bán lẻ lại. Ngay cả những người muốn mở cửa hàng ở miền Trung, miền Bắc cũng đến khu vực này để tìm mua các dụng cụ, thiết bị ngành kim hoàn. Tuy nhiên, do đặc thù bán sỉ, ngôi chợ này gần như chỉ nổi tiếng trong giới kim hoàn. Bà Đào Thị Nhị Thủy tự nhận mình là một người Sài Gòn chính gốc và sinh sống ngay tại quận 5 trong suốt 57 năm qua, nhưng cũng không biết việc tồn tại của khu phố gắn với làng nghề kim hoàn truyền thống này. Tôi là một người Sài Gòn sống ở đây từ nhỏ tới lớn rồi. Trong cái tâm thức của tôi thì khi nói đến cái vấn đề mà mua vàng bạc thì tôi hay đi ra chợ An Đông. Tại vì chợ An Đông thì mua bán vàng bạc rất là sầm uất. Nhìn thấy tiềm năng kinh tế, văn hóa của khu vực này, mới đây, Ủy ban Nhân dân quận 5 đã có chủ trương xây dựng khu vực này thành một khu phố chuyên danh vàng bạc hiện đại, chất lượng và an toàn. Tham vọng của địa phương là muốn biến nơi đây thành một điểm dừng chân hấp dẫn cho những du khách không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn với cả du khách quốc tế đến với thành phố. Tự bản thân phố đã tạo được một cái sự uy tín trong cái lĩnh vực kinh doanh kim hoàn rồi, thì chúng tôi cũng thấy ở đây là một cái rất là đặc thù, cho nên là cũng là một cái tài nguyên phát triển du lịch của quận. Thì thông qua cái việc mà tổ chức thành một cái phố chuyên doanh thì cũng muốn là định hình và khẳng định thương hiệu của cái tuyến phố, thì không chỉ là trong cái giới kim hoàn biết mà muốn giới thiệu cho người dân trong nước cho đến nước ngoài biết về cái tuyến phố của mình. Để hiện thực hóa tham vọng này, quận 5 đã tổ chức một buổi lễ ra mắt phố chuyên danh vàng, bạc, đá trang sức quận 5 như một bước đi chính thức giới thiệu khu phố này đến công chúng. Quận cũng cho chỉnh trang lại các tuyến đường xung quanh khu vực đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa, cũng như khu chợ Hòa Bình để làm nổi lên kiến trúc độc đáo của khu chợ này. Sắp tới, quận 5 sẽ liên kết với Sở Du lịch thành phố để đưa khu phố chuyên danh vàng, bạc, đá trang sức quận 5 vào danh sách các điểm dừng chân của tuyến du lịch đường sông. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong khu vực từng bước nâng các điều kiện kinh doanh lên đạt mức đạt chuẩn để hút khách du lịch. Ghi nhận của chúng tôi ngay trong ngày đầu ra mắt tuyến phố chuyên danh vàng bạc đá trang sức quận 5, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc dụng cụ kim hoàn trên hai tuyến đường Nhiêu Tâm và Nghĩa Thục đều đã được gắn logo biểu trưng của tuyến phố. Các tủ kính trưng bày hay sản phẩm đều được dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Theo tiết lộ của các chủ cửa hàng ở đây, họ chỉ vừa nhận quyết định của quận cách đây trọn vẹn một tháng và mỗi cửa hàng phải đầu tư một khoản kha khá mới có được vẻ mỹ quan như vậy. Hơn hết, dường như các hộ kinh doanh ở đây cũng ý thức được rằng mặc thêm chiếc áo mới cho cửa hàng là chưa đủ. Mỗi nhà đều đầu tư tiền cho nhân viên đi học bổ túc thêm ngoại ngữ và một số nghiệp vụ du lịch căn bản. Mà khi quận đã ra cái chủ trương mà cái khu phố vàng này, thì doanh nghiệp của mình đã chuẩn bị cho các nhân viên đi học hỏi, trao dồi kiến thức để học thêm những cách buôn bán để mình tiếp khách du lịch nước ngoài và học bổ thêm tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Công ty nữ trang Phú Thanh thậm chí còn lên kế hoạch mở thêm một cửa hàng dành riêng cho việc bán lẻ với các sản phẩm mang thiết kế truyền thống để phục vụ du khách quốc tế. Bán sỉ là mình có cửa hàng riêng và mình sẽ mở một cái chuỗi bán lẻ chuyên mình phục vụ những cái
nữ trang mình thiết kế theo cái bản sắc dân tộc Việt Nam mình, ví dụ như một cái lá dừa hay lá chuối mà xưa giờ là mình giống như cái truyền thống của mình đó, hoặc là mình làm sản xuất những cái trái cây để mà tạo lên những cái sản phẩm đa dạng hơn để cho khách quốc tế dễ đeo dễ hơn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 5 cũng đã xây dựng khu phố Đông Y trên 3 con đường Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãng Ông thành điểm du lịch. Chủ trương này trước đó cũng được người dân trong khu vực hưởng ứng rất nhiệt tình. Thưa quý vị, sắc xanh tiếp tục duy trì trên 2 sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 5. Đà tăng của thị trường được hỗ trợ tốt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau chuỗi phiên đóng cửa nghi lễ, chỉ số VN-Index đã khởi động khá tốt khi bước vào đầu phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, không lâu sau thì đà tăng của chỉ số hạ nhiệt dần khi sức bật của nhiều mã chứng khoán bị thu hẹp. Mặc dù vậy, sắc xanh vẫn đang chiếm ưu thế trên sàn HOSE. Bước sang phiên chiều, xu thế tăng của VN-Index vẫn chắc hơn, hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra sôi động với dòng tiền tăng tốc vào thị trường. Trong nhóm blue chip, đáng chú ý có mức giá trần của cổ phiếu RE. Trái lại với diễn biến này thì dòng dầu khí đã cho thấy sự suy yếu, mà dẫn đầu là tình trạng giảm sàn của BVD. Khép phiên, VN-Index tăng 0,25% lên mốc 719,54 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tương đương gần 230 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HN-Index cũng diễn biến khá tương đồng với sàn HOSE trong phiên giao dịch. Thị trường rung lắc mạnh vào giữa phiên nhưng đã kịp lấy lại sắc xanh vào thời điểm đóng cửa. Nhiều cổ phiếu chủ chốt trong đó có ngân hàng ACB đã hỗ trợ tốt cho xu thế tăng này. Chốt phiên, HN-Index tăng 0,32% đạt 89,82 điểm, khối lượng giao dịch sắp xỉ 49 triệu đơn vị, ứng với trên 510 tỷ đồng. Trong khi đó, thì thị trường chứng khoán châu Á đã có những diễn biến trái chiều trong phiên ngày 3 tháng 5. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các kết quả từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số AS200 của Úc và chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm lần lượt là 0,98% và 0,25%. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Tại thị trường Úc, nhóm ngân hàng và nhóm ngành khai khoáng dẫn đầu đã giảm. Cụ thể, cổ phiếu của ngân hàng ANZ giảm 2,79% sau khi công bố báo cáo tài chính vào hôm thứ Ba vừa qua, với lợi nhuận nửa đầu năm tài chính chỉ đạt 3,34 tỷ đô la Úc, thấp hơn so với mức mong đợi 3,49 tỷ đô la Úc. Trong khi đó, cổ phiếu của ngân hàng Commonwealth và ngân hàng quốc gia Úc cũng giảm lần lượt 1,7% và 2,7%. Không khá khẩm hơn, nhóm ngành khai khoáng cũng giảm điểm với cổ phiếu của BSP Billiton giảm 2,31%, Rio Tinto giảm 0,95%, Alessio Gold giảm 3,35% và Woodside Petroleum giảm 0,50%. Cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Vocus giảm tới 27,16% sau khi công ty cắt giảm triển vọng lợi nhuận cho năm 2017. Trong phiên giao dịch theo giờ châu Á, giá dầu thô của Mỹ tăng 0,8% sau khi đã giảm tới 2,4% vào phiên trước đó. Giá dầu Brent cũng tăng gần 0,9% sau khi sụt giảm 2,3% trong phiên trước. Thưa quý vị, phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày 2 tháng 5 trong sắc xanh nhờ sự hỗ trợ đến từ nhóm ngành công nghệ và công nghiệp. Nhiều báo cáo tài chính quý 1 của các công ty cũng đã được công bố trong tuần vừa qua. Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,17%, chỉ số S&P 500 tăng 0,12%, còn chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 0,06%. Cổ phiếu của hãng công nghệ Apple tăng 0,6% sau khi hãng này công bố báo cáo tài chính quý 1/2017 tương đối tích cực vào cuối phiên giao dịch, hỗ trợ đã tăng nhẹ của chỉ số Nasdaq. Trái chiều, cổ phiếu của hãng xe hơi Ford giảm đến 4,4%, còn cổ phiếu của General Motors cũng giảm gần 3% trong bối cảnh doanh số xe hơi bán ra trên thị trường Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã sụt giảm. Được báo cáo tài chính quý 1 cho đến nay đã đón nhận những kết quả khả quan. Theo số liệu từ Thomson Reuters, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên S&P 500 ước tính tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 7,1%. Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin mới từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kéo dài trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 5 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất sau cuộc họp này được thị trường dự báo chỉ vào khoảng dưới 5%. Điều mà các nhà đầu tư chờ đợi chính là những kế hoạch cụ thể của Fed trong việc cân đối bản chi tiêu ngân sách lên tới 4,5 ngàn tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra trong tuần này dự kiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ cũng sẽ được công bố, trong đó là báo cáo việc làm tháng 4. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tối trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sau. Nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2018. Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 800 tỷ đồng xây dựng đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.